Rồi sau hôm nay shop bên em hướng dẫn anh chị cách dùng cái ứng dụng dịch của Google để chúng ta thuận tiện trong cái quá trình cài đặt modem. Đây thì bên em màn hình của các cái máy thường nó có một cái Google sẵn ở đây. Nếu không có cái này thì anh chị vào hẳn trang Google thì nó sẽ có nhá. Đây là tìm kiếm bằng giọng nói này, đây là tìm kiếm bằng văn bản này. Đấy, sau khi ấn vào đấy chúng ta hiện lên cái hình này, chúng ta chọn sang cái chữ dịch bên cạnh. Đó. Thì sau khi chọn sang dịch thì nó sẽ tự nhận biết này, trên màn hình có chữ tiếng Trung nó sẽ chuyển này, tiếng Trung tiếng Việt này. Đấy, di đến đâu thì nó sẽ dịch đến đó. Đây bên em di đến màn hình này. Đấy, thì nó sẽ chuyển hết sang tiếng Việt này. Đấy, trước đó là tiếng Trung nhá. Đây quay sang bên này nó là trên màn hình máy tính nó vẫn là tiếng Trung này. Nhưng mà cứ quay vào trên điện thoại này này thì nó sẽ dịch sang tiếng Việt. Và em di chuyển sang vị trí khác nó cũng sẽ dịch. Đấy. Từ tiếng Trung nó dịch sang tiếng Việt này, bạn đã thay đổi cài đặt. Đấy. Một số cái dòng máy thì anh chị phải ấn vào chỗ này này, ấn vào đây để nó chụp thì nó mới dịch được. Xong rồi nó mới dịch. Nhưng một số máy là cứ quét đến đâu là nó sẽ dịch luôn đến đó.